Hôm nay chúng ta tiếp tục bài học số 11 trong phần 3B. Chúng ta học bài hôm nay, bài 11. 11과 언제든지 일할 수 있어요. Đây là một bài và chúng ta sẽ liên quan về vấn đề công việc và những yêu cầu liên quan đến công việc. Bài này chúng ta sẽ học để chúng ta phỏng vấn rất là tốt. Đầu tiên, chúng ta sẽ có các nội dung mục tiêu bài học ngày hôm nay. Đầu tiên là từ vựng về phần âm mưu, về phần nghiệp vụ. Ngữ pháp và biểu hiện. Một là động từ dạng chủ động. Maragi 1. Maragi 1. Arubaitu kiêng hơm son miệng. Đây chúng ta sẽ giới thiệu về cái kinh nghiệm làm thêm của chúng ta. Môn bước qua PUNI. Ngữ pháp và biểu hiện số 2. Động từ đi với N hoặc là nưng tà miên. Tính từ đi với tà miên, danh từ đi với y ra miên. Đây là một cái trường hợp giả định. Nếu nếu mà liên tục cái trường hợp giả định này, đó chính là nếu vẫn. Tiếp theo chúng ta có muosi tenji, busun ni tenji. Đây là bất kỳ cái danh từ nào đó, bất kỳ cái gì. Baraki cứ phải nói số 2. Kuchik Santamaki. Kuchik Santamaki đây là tư vấn về cái việc làm. Tức kỳ phần nghe và nói. Âm mưu sơn miên hà nên theo hoa thực kỳ. Nghe và giải thích. Nghe hội thoại và giải thích về nghiệp vụ. Chích trang xe hoa rê tè hắn. Phun phiêng hắn. Phun phiêng qua chôn thực kỳ. Nghe sự khó chịu và lời khuyên về việc làm. Công 직장 생활에 대한 글 읽기. Đọc đoạn văn về sự thành công trong công việc. 성공적인 직장 생활에 대한 글 쓰기. Chúng ta hãy viết về một cái đoạn văn sự thành công trong công ty. Tiếp theo, chúng ta có bùn hòa sàn chép, phần văn hóa. Chúng ta có trích trang bùn hòa, văn hóa nơi làm việc. Và phát âm piêm hòa. Trăng niên, tức là âm mềm hóa. Không đọc là trắc niên và đọc là trăng niên. Và bây giờ chúng ta sẽ chi tiết vào từng phần một trong bài này. Đầu tiên về phần từ vựng, chúng ta có từ vựng về phần nghề nghiệp. Mà trong sách đó là Pinkane Almachin Baril No Sale. Hãy cho những cái từ vựng phù hợp này vào trong cái một cái tờ thông báo. Pinajom sẽ biết. Đây là cái ca đêm làm ở phiên đây chưa. Đầu tiên là arubaitu là làm thêm. Kuham đây là tìm. Tìm nhân viên làm thêm. Kunmushigan thời gian làm việc. Jonlyeong là giới tính. Và là tuổi tác. Sigup là lương giờ. Eumu là nghiệp vụ. Là cái công việc. Songbin là giới tính. Thì chúng ta sẽ điền cái từ nào vào đây. Kuham là tìm, tìm cái gì ạ? Tìm arubai thường. Pam yonanshi sebyeok dasseosi. Từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng thì đây là kunmushigan. Pheneojeom bungeon chungni. Đây là cái việc làm đó là sắp xếp lại cái hàng hóa ở Pheneojeom. Thì chắc chắn đây là âm mưu. Hansigane yukchonwon là si cấp giờ, 1 giờ là 6.000 won. Số 5, nam là giới tính, sân viên. Và cuối cùng là nhân liền, đây là từ 20 đến 30 tuổi. Và bên dưới có số điện thoại liên hệ ở dưới này ạ. Chúng ta xem. Và chúng ta sang phần từ vựng tiếp theo.
Ở đây trong phần từ vựng phần số 2 trong tiêu đề của yêu cầu đó là Yeoreobuni bokkie sinip saeoneun bopbaya hamnida, tức là các bạn là người phải đi tìm nhân viên mới. Oton saramun bopko sipsumnika, bạn sẽ muốn chọn những người như thế nào? Đầu tiên là các vị trí như sau. Eunhyeongwon là nhân viên ngân hàng. Hoten chikwon là nhân viên làm ở khách sạn. Cha tông cha Panme Sawon, đây là nhân viên bán xe ô tô. Chon cha Huê Sa Yuen Kuon, đây là nhân viên nghiên cứu ở công ty điện tử. Thì chúng ta có một số cái đặc điểm của những cái ngành nghề. Sung Shinata là thành thật. Côm côm hòa là cẩn thận. Kiến ngơ mi bản thà, đây là có nhiều kinh nghiệm. Xin liếc y tà, có thực lực. Iega baruda, đây là hiểu nhanh. Chê sơn ơn thà hà, làm hết mình. Bô gô sơ chọc sơn ơn chạc sơn ơn chán hà tà. Bô gô sơ chạc sơn ơn chán hà tà, đây là làm báo cáo giỏi. Tên quan kỳ cá Won Manada, đây là có mối quan hệ đại chúng rộng, tức là người hoạt bát quảng đại. Thế và chúng ta có mỗi một cái vị trí nhân viên thì chúng ta sẽ cần những nhân viên có cái tố chất như thế nào thì chúng ta vui lòng là lựa chọn như vậy. Ở trong này có một ví dụ đó là Eunhyeongwon은 성실하고 꼼꼼한 사람이 좋은 것 같아요. Ví dụ như nhân viên ngân hàng thì thành thật và tỉ mỉ, cẩn thận thì sẽ phù hợp với ngành ngân hàng. Chúng ta sang phần từ vựng tiếp theo. Từ vựng tiếp theo tiêu đề bài có yêu cầu là Samusil Krimen Boko Duga Eunu Chariye Anjaya Halji Bokkiwa Kachi Yagi Heboseo. Ở đây trong này có một cái hình của cái bàn họp thì ai ngồi vị trí nào thì chúng ta sẽ so sánh. Đầu tiên là cái vị trí trong công ty. Đầu tiên chúng ta là Pu Chang, thứ hai là Qua Chang, ba là Teddy và thứ tư là Sinip Sawon là người nhân viên mới. Pu Chang là người quản lý, ví dụ như là phó giám đốc. Qua Chang là Qua Trang là người giúp đỡ cho phó giám đốc hoàn thành công việc. Terry là quản đốc. Qua Trang là tổ trưởng ở trong bộ phận, trong văn phòng. Tiếp theo, Trích Trang Sang Sa. Trích Trang Sang Sa là cái nhân viên cấp cao, nhân viên cấp trên. Tung Niêu là đồng nghiệp. Bu Ha Trích Uân là nhân viên cấp dưới. Tiếp theo chúng ta có cái bộ phận đó là Tekiop, là Kiop là doanh nghiệp, Tekiop là doanh nghiệp lớn. Trung số Kiop, trung là trung bình, số là nhỏ, tức là doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp lớn. Tiếp theo Yeonbongi Nopta, tức là lương thưởng, lương bổng. Yeonbong là lương bổng, lương năm. Nopta là cao. Sưng chin kiwe ga mán thà. Sưng chin kiwe, đây là cái cơ hội thăng tiến. Mán thà là nhiều. Chun thuê cơn si ga ni chayu rop ta, đây là thời gian làm việc thì tự do. Hyuga ga kil ta, và cái này là kỳ nghỉ dài. Đây chúng ta mong muốn những cái vị trí hoặc là những công ty như thế nào thì chúng ta sẽ lựa chọn, bản thân của chúng ta sẽ lựa chọn. Bởi vì mỗi một công ty lớn hoặc công ty nhỏ nó đều có cái cơ hội và đều có cái lương bổng, đều có cái việc làm việc thời gian như thế nào đó. Ví dụ như Tekiop là những doanh nghiệp lớn, Yeonbongi Nopta, nhưng mà lại không phải là thời gian làm việc tự do. Đấy, các bạn chú ý như vậy. Các bạn phải lựa chọn cho chính xác. Và chúng ta sẽ sang phần
Tiếp theo. Phần tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay đó là động từ cộng với y, hi, li, ki, wu. Đây là thể xa tông, tức là chủ động. Các bạn phân biệt là chủ động và bị động rồi đúng không ạ? Trước tiên là cái hành động mà chúng ta làm, tức là hành động chủ động từ trước đến giờ đấy. Đấy là chủ động. Và hành động bị động thì chúng ta đã học cấu trúc hành động bị động, hoặc là cái hành động của mình mà đối tượng tác động đến thì đối tượng đó là bị động. Cho nên chúng ta hiểu một cách đơn giản đó là chủ động là những người, là những hành động mà chúng ta, mà chủ thể, mà có thể là chúng ta hoặc là người khác muốn làm. Còn bị động là những hành động mà bị tác động từ bên ngoài. Thêm nữa là chúng ta có những dạng chủ động và dạng bị động đặc biệt, đó là có cái phần bổ ngữ đứng ở đằng sau nó, những cái trợ từ liên kết, những cái trợ từ như là y, hi, li, ki, u. Và chúng ta sẽ nghe ví dụ này. 출근할 때 아이는 어떻게 해요? 어린이집에 맡겨요. 아래 chúng ta có 출근할 때 아이는 어떻게 해요? Khi mà bạn đi làm thì em bé cần phải làm như thế nào? 어린이집에 맡겨요. Và tôi sẽ gửi em bé ở nhà trẻ. Đây, các bạn xem thêm một số ví dụ. 추출하면 라면이나 끓여 먹을까요? Nếu mà đói bụng thì cho dù là mì tôm cũng nấu ăn nhé. 검사를 해야 하니까 환자는 침대에 눕히세요. Vì tôi cần phải kiểm tra nên người bệnh hãy nằm lên trên giường đi ạ. Chân nên RST 장난이 심해서 동생은 자주 울었어요. 울었어요. Thì ở đây tôi khi còn nhỏ thì rất là đùa dai với em, rất là hay đùa dai nên em thường xuyên khóc, thường xuyên bị khóc. 비가 오니까, vì trời mưa. 아이에게 전화를 시키세요. Là vì trời mưa nên 아이에게 전화를 시키세요. Đó là chúng ta đi ủng cho bọn trẻ con. Và chúng ta sang tiếp tục sang phần ngữ pháp số 2. 출근할 때 아이는 어떻게 해요? 어린이집에 맡겨요. Ở đây là cái phần mà động từ ở dạng bị động, dạng chủ động. Đối với y, hi, li, ki, wu thì chi tiết từng động từ như thế nào thì chúng ta nhìn theo cái bảng này. Và chúng ta có thể dừng để chúng ta tìm hiểu thêm. Ví dụ như là 의사가 환자에게 약은 먹혔었다. 먹혔어요. Đó là người bác sĩ đã cho người bệnh uống thuốc. 고양이가 주인을 죽였다. Đây là con mèo đã giết con chuột. 선생님이 학생들에게 책을 익혔어요. Tức là giáo viên đã bảo học sinh đọc sách. 익혔어요. Giáo viên đã đọc sách cho học sinh. 엄마가 아이에게 따뜻한 옷을 입혔어요. Đây là
mẹ đã mặc áo ấm cho em bé. Cứ ơi cha son sang nimi chúc cơ cá tấn chúc cơ cá tấn hoan cha rất sẵn lết rồi. Cái người bác sĩ đó, người bác sĩ đó đã cứu được một bệnh nhân, đã cứu được một bệnh nhân. Son Giang Nimi, học sinh từ đây cái siêu kiên quả rất alia chú sớt sởi. Son Giang Nimi, giáo viên đã thông báo cái kết quả thi cho học sinh. 제가 친구의 모자를 벗었어요. 벗겠어요. Đó là tôi đã cởi mũ của bạn. 엄마가 아이들에게 아이에게 양말을 신겠어요. Đó là mẹ đã đeo tất cho em, cho đứa con. 엄마가 아이를 채웠어요. 채우다. 경찰이 신호를 엉킨 차를 세웠어요. Công an đã dừng những cái xe mà vượt đèn đỏ. 그 tiếp theo chúng ta có các tình huống khác của cái dạng động từ chủ động này. 사통정사는 다음과 같은 문장에서 틀린다. Ở đây có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng cái dạng động từ bị động dưới dạng câu sau. Như là N, I, N2, R, động từ đi với dạng chủ động. Ví dụ như là OK, 제가 보기를 좋겠어요. OK, hôm qua thì là tôi một ghi đơn thứ cái từ. Đấy là trạng câu như vậy. Cứ không khi ra nì sao làm thì vẫn chờ cái kiểu. Đây là cái buổi hài kịch làm cho mọi người đã cười ở buổi hài kịch đấy. 택시 기사가 택시에 어정 택시 택시 기사가 택시 택시 손님은 태워요. 아, 저 택시. 또 dạng thứ hai, danh từ đi với i, n2, ek, n3, vân, danh từ đi với ihiliu, yu. 동생이 고양이에게 우럭을 먹혀요. 그러니까 em thì cho mèo uống sữa. Thứ ba, n, i, n, 2, n, 3, u, r, i, t, d, p, u. 어머니가 아이의 손 지켜요. Đó là mẹ rửa tay cho em bé. Thì ở đây ngoài ra chúng ta có cái tình huống tiếp theo, đó là 사통정사는 다른 사람에게 일을 시키는 것이 위로 để mà sử dụng cái động từ này cho việc sai khiến người khác, yêu cầu người khác, thì thêm đuôi a ơ chú tà ở đằng sau. Ví dụ huy tà chú thành huy ơ chú tà đi với chú xeo em vợ. Và bên dưới này chúng ta có một số dưa quân ấy, đi với chú xeo có sự yêu cầu. Cuối cùng thông xa e đi đi hi chung thực cho cơ mô chú xa thông thông xa xa thông xa rư văn chương xu yên nhân cơ dân à đi ra. Tức là không phải cái động từ nào kết hợp với i hi li ki u là trở thành
động từ ở dạng bị động, không phải tất cả đều làm như vậy. Và chúng ta xem cái bảng bên trên thì y, chi, ly, chi, u này thì chỉ ở những cái động từ cụ thể như thế này thôi ạ. Thêm nữa, ngoài ra y, chi, ly, chi, u, ieto, tức là ngoài những cái động từ như vừa xong chúng ta đã xem thì chúng ta sẽ sử dụng động từ ke, hara, kuchoro, 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 hatongharu, wanchun su ita, tức là có thể sử dụng cái cấu trúc là động từ đi với ke, hara để trở thành cái dạng chủ động được, ngoài những cái động từ chủ động và dạng cố định như trên. Thì cái ngữ pháp này ke, hara này sẽ học ở bài 17 phần cấp 3 này. Chúng ta sang phần tiếp theo. Phần tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay đó là phần Marakiin. Marakiin trong phần này đó là cuộc nói chuyện giữa Madiko và Chiyon. Madiko và Chiyon. Đầu tiên chúng ta sẽ nghe và chúng ta không theo dõi theo quá trình. Chiyon 씨, 요즘 왜 그렇게 바빠요? 우리 얼굴 본지 오래됐죠? 실은 얼마 전부터 아르바이트를 하고 있어요. 아르바이트요? 무슨 일을 하는데요? 옆집 아이를 돌봐주고 있어요. 그 아이 엄마가 회사에 다니거든요. 아이가 유치원에서 돌아오면 간식도 먹이고 책도 읽어줘요. 요? 힘들 때도 있어요. 아이가 낮잠 자는 걸 싫어해서 재울 때 아주 힘들어요. 근데 왜 갑자기 아르바이트를 했어요? 집살돈을빨리모으고싶어서요. 지금 살고 있는 집이 전세거든요. 우리가 좀 얘기를 한번 해볼까요? 지연씨, 요즘 왜 그렇게 바빠요? 우리 얼굴 본 지 오래됐죠? 실은얼마전부터아르바이트를하고있어요. 아르바이트요? 무슨 일을 하는데요? 옆집 아이를 돌봐주고 있어요. 그 아이 엄마가 회사에 다니거든요. 아이가 유치원에서 돌아오면 간식도 먹이고 책도 읽어줘요. 힘들지 않아요? 힘들 때도 있어요. 아이가 낮잠 자는 걸 싫어해서 재울 때 아주 힘들어요. 근데왜 갑자기 아르바이트를 시작했어요? 집살 돈을 빨리 모으고 싶어서요. 지금 살고 있는 집이 전세거든요. 首先，大家先要听一下整个文。지연씨요즘왜그렇게바빠요우리얼굴본지오래됐죠지연씨요즘왜그렇게바빠요우리얼굴본지오래됐죠지연씨dạo này không biết bận như thế nào. Chúng ta không có cả thời gian, lâu lắm thì không có thời gian để gặp nhau. 실은 얼마 전부터 아르바이트를 하고 있어요. thực ra từ thời gian gần đây tôi đã đi làm thêm tôi đang đi làm thêm 아르바이트요? 무슨 일을 하는데요? 옆집 아이를 돌봐주고 있어요. 그 아이 엄마가 회사에 다니거든요. 아, tôi trông trẻ cho nhà kế bên. Mẹ của em bé đó thì phải đi làm công ty.
아이가 유치원에서 돌아오면 간식도 먹이고 책도 읽어줘요. 힘들지 않아요? 힘들 때도 있어요. 아이가 낮잠 자는 걸 싫어해서 재울 때 아주 힘들어요. 근데 왜 갑자기 아르바이트를 시작했어요? 집 살 돈을 빨리 모으고 싶어서요. 지금 살고 있는 집이 전세거든요. 지현 씨, 요즘 왜 그렇게 바빠요? 우리 얼굴 본 지 오래됐죠? 실은 얼마 전부터 아르바이트를 하고 있어요. 아르바이트요? 무슨 일을 하는데요? 옆집 아이를 돌봐주고 있어요. 그 아이 엄마가 회사에 다니거든요. 아이가 유치원에서 돌아오면 간식도 먹이고 책도 읽어줘요. 힘들지 않아요? 힘들 때도 있어요. 아이가 낮잠 자는 걸 싫어해서 재울 때 아주 힘들어요. 근데 왜 갑자기 아르바이트를 시작했어요? 집 살 돈을 빨리 모으고 싶어서요. 지금 살고 있는 집이 전세거든요. 자, 이제 chúng ta sẽ quay lại phần trước và chúng ta sẽ nghe hoàn toàn mọi người. 지현 씨, 요즘 그렇게 바빠요? 우리 얼굴 본 지 실은 얼마 전부터 아르바이트를 하고 있어요. 아르바이트요? 무슨 일을 하는데요? 옆집 아이를 돌봐주고 있어요. 그 아이 엄마가 회사에 다니거든요. 아이가 유치원에서 돌아오면 간식도 먹이고 책도 읽어줘요. 힘들지 않아요? 힘들 때도 있어요. 아이가 낮잠 자는 걸 싫어해서 재울 때 아주 힘들어요. 근데 왜 갑자기 아르바이트를 시작했어요? 집 살 돈을 빨리 모으고 싶어서요. 지금 살고 있는 집이 전세거든요. 맞아. 그 tình huống luyện tập. Còn có tình huống luyện tập đó là nuôi viên ngô đấy, harmony. Tức là bạn này vẫn sẽ tình huống không phải là không đứa bé nữa mà là không người già. Ở trong chương trình học mình sẽ có chương trình, có cái đoạn như thế này. Và trong phần này chúng ta có một đoạn như kiểu là chúng ta sẽ nói chuyện với nhau thì có một số câu hỏi dưới dạng phỏng vấn. Thì ví dụ như là Auton Arbeiter rất hay thấy không? Hoặc là cứ có thể hờ xa chư vô sinh viên hết thế. Hoặc là we are we by student hết thế. Are by to hay tế bố ca hình thơ. Thứ năm, cứ are by to e chôn chân quá mặt chân chân đi vô ra vô sinh giác thế.
Thường là người ta sẽ hỏi thêm 5 câu hỏi như vậy. Có thể chúng ta sẽ sử dụng câu hỏi như vậy để chúng ta tập cho những tình huống phỏng vấn ở trong các công ty khi chúng ta đi tìm việc. Okay, chúng ta sang phần tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần ngữ pháp và biểu hiện số 2. Ở đây chúng ta có ngữ pháp thứ nhất trong phần này, đó là chính từ đi tà miên, động từ đi n, nhân tà miên, động từ đi y đa miên. Có nghĩa là đây là một trường hợp giả định, một sự kiện, một sự thật nào đó đã xảy ra. Nếu vẫn, câu này có nghĩa là nếu vẫn xảy ra gì đó. Chúng ta nghe ví dụ. Manage 우리 회사에서 일하게 된다면 어떤 일을 하고 싶어요? 전공을 살려서 홍보 업무를 해보고 싶습니다. đầu tiên người phỏng vấn hỏi là nếu giả sử như là bạn được làm, nếu bạn giả định bạn được làm tại công ty chúng tôi, bạn sẽ muốn làm công việc gì? Bạn này trả lời, người B trả lời, cần công ăn liền rồi, tức là để áp dụng chuyên ngành, là không vô mua làm những việc liên quan đến thông tin quảng cáo, truyền thông. Thế cô khi xin rồi, thì muốn làm cái công việc đó. Đây, chúng ta xem. Manage 우리 회사에서 일하게 된다면 어떤 일을 하고 싶어요? 전공을 살려서 홍보 업무를 해보고 싶습니다. Ở đây chúng ta chú ý là tuyên tả, quê tả thì thành tuyên tả nhân. Tiếp theo, 이약을 먹어도 계속 아프다면 수술을 해야 합니다. Hãy thử uống thuốc này. Uống thuốc này nếu mà vẫn đau thì phải phẫu thuật. 약은 만약 문건에 문제가 있다면, giả sử như là trên món đồ có lỗi, 환불해 드리겠습니다. Chúng tôi sẽ trả lại tiền. 있다면, 만약 제가 부자라면, nếu mà giả sử tôi trở thành người giàu có. 세계 여행은 아닌 거예요. Tôi sẽ đi du lịch toàn thế giới. 마린, 한국어를 배우지 않았다면, giả sử là tôi không học tiếng Hàn Quốc. 한국 회사에 취직하지 못했을 거예요. Thì tôi sẽ không làm việc được ở công ty Hàn Quốc. 안 났다면. Rồi tiếp theo, chúng ta sẽ qua phần ngữ pháp tiếp theo. Và giải thích ở ngữ pháp này thì chúng ta 어떤 한 사실의 가정을 가정하여 그 주변에 다른 행위를 하거나 그러한 상태에 있음 나타낸 뜻입니다. trong phần giải thích này chúng ta có đầu tiên số 1 và chúng ta sẽ giả định là một sự thật, giả định là một trạng thái hoặc là hành vi nào đó theo cái điều kiện giả định là một sự thật nào đó. Hai, quá khứ 일은 가정할 때는 khi mà giả định về cái công việc ở trong quá khứ thì chúng ta sử dụng áp ớt tham nhân chúng ta tham nhân ấy áp thế mà là thế cho nên mà đi đề nhưng áp thế sau tham nhân thì người ta khăng chỗ tiền đà đây là khi mà sử dụng trước tham nhân những từ như là mà là thế cho nên mà đi thì càng làm rõ nghĩa giả định.
Hơn nữa, chúng ta so sánh cá nhân và đương nhiên. So với bài 1, bài 15 trong cấp 1, 1B, so sánh chỉ tiêu. Thì những cái giả định trong cái cá nhân thì cái tính chắc chắn thì nó thấp, hoặc là có nhiều trường hợp đấy không phải là sự thật. Sử dụng khi nhiều trường hợp không phải là cái sự thật, hoặc là cái sự thật đó có khả năng diện thấp. Còn ưu nhiên thì là cái trạng thái sự thật đó có thể xảy ra ở mức cao, thường sử dụng khi mà cái khả năng có sự thật, khả năng xảy ra ở mức cao. Ví dụ như các bạn xem hai ví dụ ở đây. How are you? Mình như ôn tạm nhân. Và các cái thơ nương xa ra mến bàn kinh kết phở. Tức là nếu mà ở Hawaii có cái rơi thì tôi sẽ làm người tiếp. Tức là bài là đúng. Phô mi ôn tạm nhân khô chi phi khỏe. Phô mi ôn tạm nhân, cái này nhất định sẽ đúng. Mùa xuân chắc chắn sẽ đến, chứ không phải ôn tâm. Đây ạ, mê nư ni ổn nhân. Chức cu hát chi mà chà. Nếu ngày mai tiếp rơi thì đừng chơi bóng đá. Hao ai yê nư ni ổn nhân. Chức cu hát chi mà chà. Thì nếu mà tiếp rơi ở Hawaii, ngày mai chúng ta đừng chơi bóng đá. Thì cái này nó không liên quan, bởi vì ở Hawaii nó rơi. Cho nên câu đúng đó là câu trên. Chúng ta sang phần ngữ pháp 2 của phần này. Bua chi tình chi, bua chi nờ y tình chi. Nghĩa là bất kỳ cái gì, hoặc là bất kỳ cái danh từ nào.근무 시간이 어떻게 돼요? 원하는 시간에 언제든지 일할 수 있어요. Ở đây chúng ta có một số cái ví dụ như sau. 근무 시간이 어떻게 돼요? Thời gian làm việc như thế nào? 원하는 시간에, tức là thời gian mình mong muốn, 언제든지 일할 수 있어요. Tức bạn có thể làm việc bất kỳ khi nào bạn muốn. Ở đây chúng ta 언제 thì thành 언제든지. 저는 한국 음식은 무엇이든지 무엇이든지 bất kỳ thứ gì 잘 먹어요. Trong số các món ăn Hàn Quốc ấy, thì tôi thứ gì tôi cũng ăn tốt. 하루 종일 집에 있을 거니까 tôi có nhà cả ngày. 심심하면 언제든지 놀러 오세요. Ngày tôi ở nhà, nếu mà thấy buồn chán lúc nào thì đến chơi. 만약에 그 사람은 다시 만날 수만 있다면, nếu mà giả sử sẽ gặp cái người đó, 무슨 일이 든지 có việc gì đi chăng nữa, 하겠어요 tôi sẽ làm. Và chúng ta xem giải thích phần này. Mua xin tình kỳ. Mua xin y tình kỳ. Giữa đôi gai chi chung người thờ. Ở nơi cơ dân. Phân chết thay tố. Thăng quan y. Học sinh mới. Và thăm đến tư sinh đà. Sử dụng khi đưa ra cái sự không quan tâm đến việc bạn lựa chọn cái nào trong số rất nhiều loại. Ở đây có thể dịch là mua si tình gì, đó là bất kỳ thứ gì. Mua sinh em y tình gì, đó là bất kỳ cái danh từ nào. Thứ hai, mua si tình gì về, ngoài cái mua si tình gì, chúng ta cũng có thể sử dụng ơn chê tình gì, ơ ti tình gì, nu cu tình gì, ơ ma tình gì,
어디에서든지 또 사용할 수 있다. 어떤 언어와 진압한 상태로도 많이 사용하는데 그 쓰임이 제한적이다. 어떤 và 어느 cùng kết hợp với cái hình thái này được sử dụng nhiều, nhưng mà ở cái việc sử dụng như thế này thì mang tính là giới hạn. Ví dụ như là 저는 어떤 영화인지 다 괜찮으니까 민수 씨가 보고 싶은 영화로 정하세요. 그래서 tôi thì phim nào xem từ phim nào xem cũng được, nên Minsu hãy chọn phim đi. Và chúng ta sang phần tiếp theo, đó là phần Maraki, phần nói hai trong bài này, hội thoại thứ hai. Ở phần nói số 2 này chúng ta sẽ nghe đoạn hội thoại này trước. 아키라 씨, 요즘 회사 생활 어때요? 보고서 준비 때문에 바쁘지만 동료들이 도와줘서 괜찮아요. 그렇군요. 저도 한국에서 일해보고 싶은데 일자리가 있을까요? 어떤 일을 하고 싶은데요? 만약 일하게 된다면 학교 다니면서 할 수 있는 아르바이트가 좋을 것 같아요. 그럼 일본어 번역을 해보는 건 어때요? 마침 우리 회사에서 서류 번역할 사람을 구하고 있어요. 정말요? 그런데 제가 잘할 수 있을까요? 그럼요. 마리코 씨는 무슨 일이든지 성실하게 하잖아요. 그런데 근무 시간이 어떻게 돼요? 출퇴근 시간이 자유로워요. 원하는 시간에 언제든지 일할 수 있어요. 아키라 씨, 요즘 회사 생활 어때요? 보고서 준비 때문에 바쁘지만 동료들이 도와줘서 괜찮아요. 그렇군요. 저도 한국에서 일해보고 싶은데 일자리가 있을까요? 어떤 일을 하고 싶은데요? 만약 일하게 된다면 학교 다니면서 할 수 있는 아르바이트가 좋을 것 같아요. 그럼 일본어 번역을 해보는 건 어때요? 마침 우리 회사에서 서류 번역할 사람을 구하고 있어요. 정말요? 그런데 제가 잘할 수 있을까요? 그럼요. 마리코 씨는 무슨 일이든지 성실하게 하잖아요. 그런데 근무 시간이 어떻게 돼요? 출퇴근 시간이 자유로워요. 원하는 시간에 언제든지 일할 수 있어요. Và bây giờ chúng ta sẽ đọc và dịch từng câu một. 아키라 씨, 요즘 회사 생활 어때요? 아키라, dạo này công việc của bạn như thế nào? 보고서 준비 때문에 바쁘지만 동료들이 도와줘서 괜찮아요. Dạo này tôi phải chuẩn bị, vì phải chuẩn bị cái báo cáo nên tuy bận nhưng mà được các bạn đồng nghiệp giúp đỡ nên cũng không sao. 그렇군요. 저도 한국에서 일해보고 싶은데 일자리가 있을까요? À, ra là vậy. Tôi cũng muốn làm việc ở Hàn Quốc nhưng mà bạn xem có công việc nào không? 어떤 일을 하고 싶은데요? Bạn muốn làm công việc gì? 만약 일하게 된다면 학교 다니면서 할 수 있는 아르바이트가 좋을 것 같아요. Nếu mà tôi được đi làm thì nếu mà kiếm được cái công việc làm thêm mà vừa đi làm vừa đi học được thì tốt.
그럼 일본어 번역을 해보는 건 어때요? Vậy thì bạn thử xem công việc phiên dịch tiếng Nhật như thế nào, có được không? 마침 우리 회사에서 서류 번역할 사람을 구하고 있어요. Đúng lúc ở bên công ty tôi đang tìm một vị trí biên dịch tiếng Nhật. 정말요? 그런데 제가 잘할 수 있을까요? 잘아. Nhưng không biết tôi có làm được giỏi không? 그럼요. 마리코 씨는 무슨 일이든지 성실하게 하잖아요. Đương nhiên rồi. Mariko làm việc gì cũng thành thật. Mariko làm việc gì cũng thành thật mà. 그런데 근무 시간이 어떻게 돼요? Thế nhưng cái thời gian làm việc thì như thế nào? 출퇴근 시간이 자유로워요. 출퇴근 시간이 자유로워요. 원하는 시간에 언제든지 일할 수 있어요. Thời gian làm việc, thời gian đi làm và tan tầm thì tự do. Bạn cứ muốn đi làm. Thời gian nào bạn muốn đi làm cũng được. Đều có thể làm được. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe và chúng ta sẽ xem chữ. 아키라 씨, 요즘 회사 생활 어때요? 보고서 준비 때문에 바쁘지만 동료들이 도와줘서 괜찮아요. 그렇군요. 저도 한국에서 일해보고 싶은데 일자리가 있을까요? 어떤 일을 하고 싶은데요? 만약 일하게 된다면 학교 다니면서 할 수 있는 아르바이트가 좋을 것 같아요. 그럼 일본어 번역을 해보는 건 어때요? 마침 우리 회사에서 서류 번역할 사람을 구하고 있어요. 정말요? 그런데 제가 잘할 수 있을까요? 그럼요. 마리코 씨는 무슨 일이든지 성실하게 하잖아요. 그런데 근무 시간이 어떻게 돼요? 출퇴근 시간이 자유로워요. 원하는 시간에 언제든지 일할 수 있어요. 아키라 씨, 요즘 회사 생활 어때요? 보고서 준비 때문에 바쁘지만 동료들이 도와줘서 괜찮아요. 그렇군요. 저도 한국에서 일해보고 싶은데 일자리가 있을까요? 어떤 일을 하고 싶은데요? 만약 일하게 된다면 학교 다니면서 할 수 있는 아르바이트가 좋을 것 같아요. 그럼 일본어 번역을 해보는 건 어때요? 마침 우리 회사에서 서류 번역할 사람을 구하고 있어요. 정말요? 그런데 제가 잘할 수 있을까요? 그럼요. 마리코 씨는 무슨 일이든지 성실하게 하잖아요. 그런데 근무 시간이 어떻게 돼요? 출퇴근 시간이 자유로워요. 원하는 시간에 언제든지 일할 수 있어요. 그래서 phần bài học ngày hôm nay đó là phần tiếp kỳ 1, tiếp kỳ 잔 듣고 침보레 답하세요. Hãy nghe cho kỹ và trả lời câu hỏi. Đầu tiên chúng ta trước khi nghe chúng ta nhìn vào bức hình đây là
심이 좋아. Thì đây là cái việc mà đi giày, cái cửa hàng bán quần áo bán giày dép xin đi chùa, khi đeo vào thì sẽ thích. Ở đây thì chúng ta nhìn vào mấy câu hỏi như sau. Yoki nen oji ni ga, ở đây là đâu? Mochakage, cửa hàng mũ. Otkage, cửa hàng áo. Shinpankage, cửa hàng giày dép. Thứ hai, namchaga Kakeo, heya hal yiren muosimika. Người con trai sẽ phải làm cái gì ở cửa hàng? Đầu tiên số 1, muosito. Thứ cho ya hẳn và. Đây là phải dán cái poster. Poster là cái quảng cáo ấy. Kake chấm số đơn heya hẳn và. Phải làm cái việc là dọn vệ sinh cửa hàng. Chăm cô ấy thơ vun cửa đơn hạch kia oái ra hẳn đà. Phải mang cái món đồ từ kho đến đây. Tiếp theo, thứ ba, cửa đêm mất vô cô nằm trà đá trà một thân nhìn ấy cơ khi hạt được. Và chúng ta đánh dấu vào cái việc mà người con trai này làm không tốt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 잘 듣고 질문에 답하세요. 안녕하세요. 어서 와요. 오늘은 첫날이니까 제가 하는 걸 보고 잘 따라하세요. 전에도 옷가게에서 일한 적이 있으니까 어렵지 않을 거예요. 네, 열심히 하겠습니다. 우선 마네킹이 입고 있는 옷을 벗기고 이 점퍼를 입혀주세요. 네. 옷을 다 입히고 나서 이 모자도 좀 씌워줄래요? 신발은 이 등산화로 갈아 신겨주세요. 네, 알겠습니다. 다 했으면 이 포스터를 잘 보이는 데에 붙여주세요. 가게 문 앞쪽에 붙일까요? 문보다는 저기 계산대 아래 붙이는 게 좋겠네요. 네. 저는 물건 가지러 창고에 좀 다녀올 테니까 무슨 일 생기면 연락하세요. 네, 걱정 마세요. 이제 그냥 생각해 lại một lần nữa. 잘 듣고 질문에 답하세요. 안녕하세요. 어서 와요. 오늘은 첫날이니까 제가 하는 걸 보고 잘 따라하세요. 전에도 옷가게에서 일한 적이 있으니까 어렵지 않을 거예요. 네, 열심히 하겠습니다. 우선 마네킹이 입고 있는 옷을 벗기고 이 점퍼를 입혀주세요. 네, 알겠습니다. 옷을 다 입히고 나서 이 모자도 좀 씌워줄래요? 신발은 이 등산화로 갈아 신겨주세요. 네, 알겠습니다. 다 했으면 이 포스터를 잘 보이는 데에 붙여주세요. 가게 문 앞쪽에 붙일까요? 문보다는 저기 계산대 아래 붙이는 게 좋겠네요. 네. 저는 물건 가지러 창고에 좀 다녀올 테니까 무슨 일 생기면 연락하세요. 네, 걱정 마세요. 아래 chúng ta bắt đầu dịch từng câu một. 잘 듣고 질문에 답하세요. 안녕하세요. 어서 와요. 어서 와요. 오늘은 첫날이니까 제가 하는 걸 보고 잘 따라하세요. Hôm nay vì hôm nay là ngày đầu tiên nên bạn cứ nhìn tôi làm như nào thì bạn làm theo như vậy. 전에도 옷가게에서 일한 적이 있으니까 어렵지 않을 거예요. 네, 열심히 하겠습니다. Ngày trước các bạn đã từng làm ở cửa hàng áo nên chắc cũng không có gì khó khăn. Nên bạn Nam đã nói, đây anh, vâng tôi hiểu rồi. 우선 마네킹이 입고 있는 옷을 벗기고 이 점퍼를 입혀주세요. Đầu tiên, ngoài mannequin thì hãy cởi cái áo của mannequin ra và hãy mặc cái áo này vào.
네, 알겠습니다. 옷을 다 입히고 나서 이 모자도 좀 씌워줄래요? 아, sau khi mà thay áo xong, tôi mang được anh thì đội cho mang được anh. 신발은 이 등산화로 갈아 신겨 주세요. Cái giày, cái dép này bỏ ra và thay vào cái giày thể thao. 안녕하세요. 어서 와요. 오늘은 첫날이니까 제가 하는 걸 보고 잘 따라하세요. 전에도 옷가게에서 일한 적이 있으니까 어렵지 않을 거예요. 네, 열심히 하겠습니다. 우선 마네킹이 입고 있는 옷을 벗기고 이 점퍼를 입혀주세요. 네, 알겠습니다. 옷을 다 입히고 나서 이 모자도 좀 씌워줄래요? 신발은 이 등산화로 갈아 신겨주세요. 네, 알겠습니다. 다 했으면 이 포스터를 잘 보이는 데에 붙여주세요. 가게 문 앞쪽에 붙일까요? 문보다는 저기 계산대 아래 붙이는 게 좋겠네요. 네. 저는 물건 가지러 창고에 좀 다녀올 테니까 무슨 일 생기면 연락하세요. 네, 걱정 마세요. 네. Bạn này, bạn ấy bạn nữ, bạn ấy đi vào trong kho để lấy hàng ra. Và có cái này gì thì vậy. Gọi cho bạn. Vâng, đừng lo lắng gì đó. Đây là hai cái đáp án đầu tiên. Và cái thứ ba. Hàng hốt đó là mang được canh, cũng có vấn đề. Áo, không thay. Dép, không thay. Đấy, poster dán vào cái chỗ bàn này, đấy, dán vào cái chỗ bàn thanh toán nhưng bạn lại dán ra bên ngoài. Đấy là những cái mà ở bài này chúng ta tìm ra. Và tiếp theo chúng ta sẽ sang phần tiếp kỳ thần tiếp cô Chimore Katahe. Hãy nghe cho kỹ và trả lời câu hỏi. Nam Chaga Hisarun Ông Chi Đia Cô Phan Đình Duyên Washington. Người con trai muốn chuyển công ty. Lý do vì sao? Nhân mong nhân mở mô nà ra thân bởi vì lương bổng thấp quá. Khi đi nở mô mà nà thân công ty công việc nhiều quá. Chi về sau nở mô mơ ra rau từ nhà đến đây xa quá. Thứ hai, Nam Chaga Buôn Hà Nên Hơi Xa Nên Đầu Tôn Hơi Xa Nên. Người con trai muốn tìm ở công ty như thế nào? Công ty mà người con trai muốn như thế nào? Nguyên bông là Chà Tô Chư Ca Gá Kinh Hư Cà. Tức là cái công ty mà có cái cho dù là có cái lương thấp nhưng mà tìm ý cả. Gia Cần He Tô Gia Cần Nên He Tô. Nguyên bông ý được thương như cả. Có thể là làm đêm nhiều nhưng mà lương cao. Đi bán nà đô, chứ tờ sơ cà cao như là công ty có thể nhiều việc nhưng chỉ cần gần nhà. Thứ ba, từ đêm đề hôm qua, mát chí ảnh nên kể trên vô sinh mỉ cân. Cái nội dung mà bạn nghe được ấy, cái nội dung gì mà là nội dung không đúng trong cái nội dung mà bạn nghe được. Thứ một, nam chân ấy, sơ hương ấy, tê xác, cả bà mới hiểu được cả. Và những người con trai này thì đầu tiên là đã rất là hài lòng với công ty. Nam cho đến điều trường từ mà hơi say là gặp cả. Người con trai dạo này cứ vào cuối tuần, dạo này cuối tuần và cuối tuần thì
네가 가 되지. 새로운 직장 상사 때문에 스트레스를 받고 있다. là vì cái người quản lý cấp trên mới mà đã bị stress nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nghe. 잘 듣고 질문에 답하세요. 요즘 회사를 옮길까 말까 고민 중이야. 아니, 왜? 연봉이 높아서 좋다고 했잖아. 연봉은 마음에 드는데 너무 바빠서 내 생활이 없어. 지난 주말에도 늦게까지 회사에서 일하느라고 다른 일은 아무것도 못했어. 많이 힘들겠다. 만약 회사를 옮긴다면 어떤 곳에서 일하고 싶은데? 연봉은 좀 낮아도 휴가가 길었으면 좋겠어. 또 야근도 없었으면 좋겠고. 어떤 회사든지 힘든 점은 있을 거야. 그리고 아무리 휴가가 길어도 월급이 적으면 좋아하는 일을 할 수 없잖아. 그 말도 맞네. 정말 어떻게 해야 할지 모르겠어. 지금 다니는 회사의 좋은 점을 한번 생각해 보는 건 어때? 무엇이든지 좋으니까 얘기해 봐. 우선 집에서 가깝고 무엇보다 함께 일하는 동료들이 마음에 들어. 그리고 새로운 상사도 나한테 잘해주고 사무실 분위기도 좋고. 이렇게 좋은 점이 많은데 옮길 수 있겠어? 그래, 다시 한번 생각해 볼게. 고마워. 맞아, 진짜 여기 궁금해. 잘 듣고 질문에 답하세요. 요즘 회사를 옮길까 말까 고민 중이야. Dạo này tôi đang định chuyển công ty. Bây giờ tôi đang suy nghĩ nên chuyển hay không chuyển. 아니, 왜? 연봉이 높아서 좋다고 했잖아. 아니, 왜? Tức là, tại sao thế? Công ty bạn cũng đã nói là lương cao. 연봉은 마음에 드는데. Tuy là lương tôi rất là hài lòng. 너무 바빠서 내 생활이 없어. Nhưng mà vì có bạn nên tôi mất cả cái sinh hoạt của tôi. 지난 주말에도 늦게까지 회사에서 일하느라고 다른 일은 아무것도 못했어. 그 cuối tuần trước chẳng hạn, cả cuối tuần trước đều phải làm muộn cho nên tôi không làm được việc gì cả. 많이 힘들겠다. vất vả lắm đây. 만약 회사를 옮긴다면 어떤 곳에서 일하고 싶은데? Nếu mà bạn đổi công ty thì bạn muốn đổi công ty sang cái nơi 연봉은 좀 낮아도 휴가가 길었으면 좋겠어. Nếu mà cho dù lương thấp một chút nhưng có kỳ nghỉ dài. Thì... 또 야근도 없었으면 좋겠고. Và nếu mà không có làm thêm, không có làm thêm nữa thì tốt. 어떤 회사든지 힘든 점은 있을 거야. Ở từng công ty khác nhau thì nó lại sẽ có những cái điểm khó khăn thôi. 그리고 아무리 휴가가 길어도 월급이 적으면 좋아하는 일을 할 수 없잖아. Và bạn cũng đã biết nếu mà kỳ nghỉ dài thì lại lương thấp. Lương thấp thì không làm được những việc gì tốt. 그 말도 맞네. Như vậy cũng đúng. 정말 어떻게 해야 할지 모르겠어. Thực sự tôi cũng biết làm như thế nào nữa. 지금 다니는 회사의 좋은 점을 한번 생각해 보는 건 어때? Và bây giờ cái công ty mình đang làm thì mình chỉ suy nghĩ lại những cái điểm tốt của công ty này. 무엇이든지 좋으니까 얘기해 봐. Bạn cứ thử nói có những điểm gì tốt nào. 우선 집에서 가깝고. Đầu tiên là gần nhà. 무엇보다 함께 일하는 동료들이 마음에 들어. So với mọi thứ thì các đồng nghiệp luôn luôn cùng nhau đồng hành. 그리고 새로운 상사도 나한테 잘해주고. Và cái người quản lý mới, người cấp trên mới cũng rất là giúp đỡ tôi. 사무실 분위기도 좋고. 그 không khí ở trong văn phòng
không khí làm việc ở trong văn phòng cũng rất là tốt. 이렇게 좋은 점이 많은데 옮길 수 있겠어? Những cái điểm tốt như thế này mà bạn thấy những điểm tốt như thế này thì chắc gì bạn đã được công ty được. 그래, 다시 한번 생각해 볼게. Đúng vậy. Tôi sẽ suy nghĩ lại. 고마워. Xin cảm ơn. Thì ở đây chúng ta có 5 trang. Thì đầu tiên quả này vẫn thắc mắc do là công việc quá nhiều. Thứ hai là muốn tìm cái công ty có cái dù lương thấp nhưng mà có kỳ nghỉ dài. Thứ ba, cái không đúng trong nội dung đoạn văn này đó là cái thứ hai và cái thứ ba. Cái 500 thì trên thứ ba đấy. Cái thấy là vất vả. Không đúng và Teron cái ông cấp trên ông không gây sao gì cả. Để chúng ta xem. 잘 듣고. Teron thì chẳng hạn chỉ vì hoặc cô ý ta không có nhận thì khó khăn gì cả. Tiếp theo chúng ta có Iki phần đọc. Ở phần đọc này chúng ta có phần đọc về cái thành công ở trong văn phòng. Cái này chúng ta sẽ tìm hiểu cái phần đọc này và đây là cái câu đáp án đúng trong từng phần. Các bạn cũng nghe đọc và chúng ta đọc trong những lúc chúng ta tập đọc bài này cũng cách chúng ta thành công trong những môi trường làm việc như thế nào, chúng ta nỗ lực làm đây là một trong những gợi ý rất là tốt, rất là hay dành cho các bạn. Chúng ta bắt đầu. Xin chào nhiều nhân, chúng tôi xin trình bày sơ sơ về tổ chức Kido Han Karami của cô Kim Kiệt Kiệt. Rất kỳ hay, người làm văn phòng, nếu mà người làm văn phòng, tất cả những cái vấn đề đấy là mình trở thành những người quan trọng mà nhất là công ty cần phải nhìn vào công ty. Kron Sarami tiền nhân, người tiền nhân, nếu mà muốn trở thành những người như vậy. Cái tên nhớ được đây thì xe hành khách thì chúng ta cần phải nhớ được cái gì? 만약 회사에서 승진하고 싶다면 나중에 직장을 늘 있는 것입니다. 일단 저는 지금 항상 인생과 직장을 승진해야 합니다. 늘고 진짜 직접 사기력 좋아 선택과 작업 진짜 작업과 một chân hạt và nước chân hạt là những người phương tiện của chúng ta. Thế sau này chân hạt chúng ta định mặt chân hạt chúng ta định mặt chân hạt chân hạt chân hạt làm việc để ra khó khăn được công ty. Cả dân sản làm được ta phát lưu sản chia tên hạt nhân sản làm được sản khi mà ta có một lợi ý mệnh chân hạt công ty thì luôn luôn có những người làm tốt và nhanh hơn cho những người khác. 그런 사람은 어려운 일이 생길 때도 이 인간의 도움을 받다는 문제를 적절히 해결합니다. 그런 이것이 이제 더 필요한 것이 더 필요한 것이며 이 전혀 무슨 필요의 도움이 못 먹는 와 그래서 그 필요 그게 아니에요. 사람들은 진짜 믿는 것이라고 말한다. 영어의 빼앗기란 영어로 정말 많아. 그런데 왜 그 사람은, 왜 그 사람에게는 그런 좋은 일이
Cái đó là vì ngày ngày những người đó đưa ra những cái thân thiện hàng ngày. Úc sao chúng ta thì không có chỉ tờ thân thơ hoặc chân hà bồ thì chỉ là rơi thì lên thì sẽ đánh con hà bồ mà nên thơ đưa ấn mê nha thơ thơ thân thơ thì lên khi mà lấy cô tôi hỏng cùng nhau lo lắng và gọi thì sợ phải chữa khi mà một mình đang nhiều trải nghiệm thì người ta cũng đứng mang tình cho các hạt chặt như cô lo khi xe đến về thị trấn đi lên thị phố khi tôi chỉ nhìn thấy chung là khu không như hoặc là lên đồng một có mưa vào khi vừa nhìn thấy mưa vào thì lại cho nhẹ ô thì nó là những việc rất là nhỏ. Các chuyên gia các bạn chỉ đơn thật gần khi cho nên không có thể ra một lê thì nhận kia thì thế nhưng những người mà khi đó là những việc nhỏ nhưng thực sự là nhớ rất lâu đồng thời khi cho bạn nhé để lên tư và chỉ kê và chỉ kê mình và khi mà người đến gặp khó khăn thì sẽ rất dễ cái đất kê cái đất khi cho bạn thì như vậy khi cho bạn hà ra nhé cái đất khi hà ra nhé 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 vì như vậy nên những người thân thiện so với những người không như vậy thì có khả năng thành công hơn, có khả năng thành công cao hơn những người khác. Hai, thực tế nên cho là những thân thân thì mạnh không vô cho nên giờ đến đi lên những thân thân thì được của mẹ sẽ không như thả cô thì là ở Hàn Quốc những người làm việc những người làm việc ở Hàn Quốc thì chương trình 1 năm và 16 buổi khách Hà Trang Mã Nhi ý nhiên sẽ dân Hà Trang Mã Nhi ý nhiên sẽ có kỳ nhất tình thế kỳ nhân cô thất quá cô thất quá cô thân nhá tên kia cùng lên cô thất quân chỉ dừng lên đa phần các trang bản ý thế thì nên thể loại sách mà mọi người đặt hình nhất đó là những ấn phẩm về kinh tế kinh doanh hoặc là tiểu thuyết. Nếu mà đọc những ấn phẩm về kinh tế kinh doanh và kinh doanh thì như thế nào đấy thì chúng ta đang diễn có hiệu quả một nhau đấy là cái đặc tính luôn và các bạn cố gắng là chúng ta phải nhìn chi trên phải nhìn tham phải cách phải nhìn những đặc cách liên quan những vấn đề mà chúng ta đang làm được chúng ta phải cần thiết tiếp theo trong bài thì chúng ta sang phần văn hóa. Do phần văn hóa này thì là hai cái đề thơ trong cái hòa nhân thơ thì cô thì cần các bạn đã tìm hiểu cái văn hóa nơi làm việc ở Hàn Quốc khi xưa mà nó thì hai cái đề thơ trong cái ăn cá nhân có tôn một cấp thì trang thì các bạn sẽ thấy nó giống như thế nào. Đầu tiên chúng ta có một số cái thông tin văn hóa như sau. Trong cái đề thơ hơi xa và làm từ qua sàn chi mẹ kỳ nghề và hôm qua tập trung ý đến thì là ở Hàn Quốc ấy, thì những cái
네, 좀 피곤하긴 해요. 좀 정말 내가 생각한 게 포기하고 싶은 건 있는데 뭐 아니지 그냥 대신 뭐 저랑 회식 이야기 그냥 회사에 출근한 일이 있거나 아니면 회사에 거기는 어떻게 바꿔라 본인은 그렇게 만들고 싶은데 출근합니다. khi mà công ty cũng đặc biệt tập việc hoặc là muốn cho cái không khí làm việc ở công ty nó tốt lên thì người ta hay tổ chức những buổi di tích di tích tức là những món công ty đấy theo một vun chia sai ở đâu di tích thì ra nào ông nhờ tại bộ phận là các công ty đều có cái khí dành cho di tích dành cho liên hoan second mô second chuyện 함께 식사도 하고 등도 맞습니다. 커피 사나 음료 안과 음료. 그다음 하나의 거나 인디언의 한 두번 교육 대회 인상 등 하면 더 한 남 1, 2 lần 모든 남 1, 2 lần 특히 tổ chức đại hội thể thao hoặc là leo núi cũng là những hoạt động tại thể thao leo núi tham gia rồi phá chúc tập chân trình viên bằng chủ đề cô dưới điện thành giờ chúng ta công ty nỗ lực tạo ra cái bầu không khí như gia đình để các bạn hiểu nhau tiếp theo với số 3 đó là các hoạt động như là không yêu cô nên không yêu phá chúc không yêu phá chúc cái chuyên môn thích tăng lây dịch chính đề tham rất tham gia, chúng ta đều đến tham dự những buổi lễ kết hôn, lễ hiếu anh nghỉ của đồng nghiệp hoặc là gia đình đồng nghiệp. Cô không cho nên vừa hơn thì là bình thường là mọi người sẽ góp tiền vào và làm lễ. Đấy là phần văn hóa về Hàn Quốc. Còn Yerubunara ấy là trang bên ngoài làm nói em một cái nếu muốn là lại ít trang bên ngoài là trẻ hè nói em một cái tiếp theo chúng ta có phần cuối của phần bài này đó là phần phát âm phần tiên tri khi đâu bao giờ chúng ta hãy thử nghe 들어보세요. 1. 작년에 결혼했어요. 2. 결혼 준비하면서 집 문제로 여자친구와 다퉜어요. 괜찮아요. 들어보세요. 1. 작년에 결혼했어요. 2. 결혼 준비하면서 집 문제로 여자친구와 다퉜어요. 그래서 우리가 그냥 문딱 사람 기각 뭐 nếu mà phát sinh sorry tức là âm ở dưới phần phát sinh là tờ tờ bò 나 가장 싸워 나 남아 그 내가 답한 너 남아 그리고 내 답진 나서 가장 싸워 남아 그 답한 너 답한 너 30만 이쌤이 있는 이쌤이 있는 이쌤이 싸워 싸워 그 답한 너 Đó thì sẽ là đọc thành nào trên như thì mình áp môn thì đọc nó bò thì là phát âm là bò nhưng đọc thành sau là mò nhưng đọc là âm mình
这是100分钟的听觉。들어보세요1작년에결혼했어요2결혼준비하면서집문제로여자친구와다퉜어요và chúng ta trên dưới này chúng ta có một số cái ví dụ liên tiếp luyện tập và đây như học cua nữa học chuyên môn quốc tế khi hai người có ví dụ của về đầu tiên chúng ta hãy chú ý những cái cầm tô này và chúng ta đọc cho đúng cái cách phát âm và sau đó chúng ta sẽ nghe chữ cơ mua hề từ mà cân thì mình đây지금은 뭐예요? 밥, 내가 좀 뭐, 이 먹나? 뭐. 밥 먹었어? 아니, 아직. 해외 여행은 어려운 것 같아요. 그럼, 국내 아니고 국내. 그럼 국내 여행이라도 갈까요? 새해 꽃 아니고 봉 새해 봉 많이 받으세요 감사합니다 선생님도 새해 복 많이 받으세요 선생님도 새해 봉 많이 받으세요 봉 많이 받으세요 진짜 미안해요 감사합니다 발음이 바뀌는 곳에 주의하면서 읽어보세요. 1. 지금 뭐해? 음악 듣는데요. 2. 밥 먹었어? 아니, 아직. 3. 해외여행은 어려울 것 같아요. 그럼 국내 여행이라도 갈까요? 4. 새해 복 많이 받으세요. 감사합니다. 선생님도 새해 복 많이 받으세요. Và đến đây bài học của chúng ta kết thúc. Chúc các bạn có một buổi học vui vẻ và hiệu quả. Các bạn có thể liên hệ lại Trung tâm Ngoại ngữ Seoul Thái Nguyên hoặc Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ tại Phú Yên. Liên hệ trực tiếp tại trung tâm để chúng tôi sẽ tư vấn hoặc là sẽ giải đáp cho các bạn nhiều được nhiều hơn.Liên hệ thầy Hoàng Xuân Trường 0374 480 888. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.